nay trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cây cà gai leo. Đây, trong video này là cây cà gai leo mình mới ươm còn nhỏ thôi bạn, chưa nó chưa ra trái. Cà gai leo rất tốt cho sức khỏe của ta. Đây là một cái thuốc rất nổi tiếng trong đông y đó các bạn. Thì cà gai leo nó còn có nhiều tên gọi khác nhau như là cà vạnh hay là cà quánh, cà gai dây hay là cà quýnh. Đặc điểm của cây này là cây nó thân nó nhỏ và thân nó có gai. Bạn như cây này còn nhỏ các bạn có thể không để ý không thấy gai của nó. Nhưng khi cây già lớn thì thường gai nó rất cứng và sắc. Cây nó cái thân của nó nhỏ thôi nhưng mà khi cây nó trồng lâu năm thì cây nó cũng giống như thân gỗ đó các bạn, nó hóa gỗ luôn đó, rất cứng. Và nó có thể mọc dài tới hơn 6 mét. Cây này thì trái nó nhỏ nhỏ như trái cây. Đúng rồi, giống như trái cà chua mà nó rất nhỏ hơn rất nhiều, bằng cái đầu con cây út là cùng thôi. Khi nhỏ nó màu xanh, khi chín nó màu đỏ. Thì cây này hiện tại trong nước ta các vườn dược liệu đang trồng và ươm giống rất nhiều đó các bạn. Thì cà gai leo, nói đến cà gai leo thì người ta nghĩ ngay đến là trị bệnh viêm gan hay là xơ gan rồi đấy. Thì ngồi các trị các bệnh về gan thì cây cà gai leo nó còn có trị các bệnh khác như là đau lưng, cảm cúm hay là phong thấp, nhức mỏi, ho. Và nhiều nơi còn dùng nó chữa rắn cắn hay là sâu răng, dị ứng. Thì cái bộ phận làm thuốc của cây cà gai leo này là mình dùng cả thân, rễ và lá của nó. Hiện tại thì các bạn có thể thu hoạch cái cây cà gai leo này về và đỡ phơi khô đi. Có sao vàng đã dành dùng dần uống như giống như uống trà đó các bạn, hoặc là các bạn có thể chế dạng cao lỏng hoặc là thuốc sắc dạng viên đấy. Giờ thì tây nó điều chế từ cà gai leo để chế thuốc dạng viên đó các bạn. Và chung là cách chữa bệnh nấu cái thuốc này thì đã chữa không, như ví dụ như mình đã chữa phong thấp đi thì ngồi về cái dùng cái cà gai leo, chúng ta đồng phối hợp với các cây thuốc khác như là cây rễ cỏ xước, cây sáu hổ hay còn gọi là cây trinh nữ đó các bạn, hoặc là cái rễ tầm sung, dây đau xương, trộn chung lại các cái vị thuốc lại với nhau để sắc nước uống để chữa bệnh phong thấp đó. Còn trị ho gà rồi đấy thì thường người ta lấy cái rễ của cái cà gai leo này kết hợp với một số lá chanh và sắc nước uống trong ngày. Mình đã chữa mình bệnh sâu răng hay là xương răng rồi đấy thì thường mình lấy cái hạt nhỏ, cái hạt của cái cà gai leo này đây, phơi khô đi thành một tán nhỏ đi, sau đó cho vào một ít sáp ong đấy, mình trộn với sáp ong đấy sau đó lấy đi đốt vào đi, đốt nó đã xong vào trong răng. Nhiều người thì người ta chỉ lấy cái hạt cà gai leo này tán nhỏ và đắp vào trong răng. Và nói về chữa đau răng hay sưng răng thì có nhiều bài thuốc dân gian rất hay. Ví dụ như các bạn có thể làm thuốc chữa đau răng từ lá trầu không hay là từ quả câu, câu bình thường, câu ăn trầu đó các bạn. Thì nó chữa cái làm từ cái lá trầu không thì các bạn lấy lá của nó sắc ngâm phơi khô đi, phơi khô hoặc là đỡ tươi cũng được, và ngâm rượu và xúc hàng ngày. Thì cái lá trầu không ngâm rượu thì bạn ngâm trong khoảng chừng 2 đến 3 ngày là các bạn có thể dùng được. Còn đối với câu mà để ấy thì các bạn gọt bỏ vỏ đi, sau đó các bạn lấy cái hạt ở trong đấy, bạn sắc nhỏ và đỡ vào ngâm rượu. Thì bạn ngâm rượu trong khoảng từ 7 đến 10 ngày là các bạn có thể dùng được. Thì rượu câu nếu các bạn đỡ càng lâu thì cái màu nó ra nó càng nâu nâu, và đỡ lâu quá thì nó màu đen, các bạn uống nó rất chát. Trong nhà mình cũng thường có đỡ một chai rượu câu, luôn luôn đỡ một chai rượu câu thế này, đỡ khi đau răng hay là ai đau sâu răng rồi đấy thì ngậm vào thì rất tốt. Và trị bệnh gan như mình nói trên thì các bạn có thể sắc nước cái cà gai leo này kết hợp với một số cây khác đỡ uống, hoặc là các bạn có thể mua ra hiệu thuốc tây mua viên nang cà gai leo đấy
Hiện tại thì trên thị trường bán viên nang cà gà leo cũng rất nhiều đấy các bạn. Thì đối với người ngộ độc hay là những người bị uống rượu bia nhiều thì uống uống cái cà gà leo nó tốt cho gan. Tuy nhiên đối với những người phụ nữ đang mang thai thì hạn chế hoặc là không nên dùng cái cà gà leo này. Các bạn muốn dùng thì trước các bạn hãy hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc là các thầy thuốc đông y.